Đại ơn ngày 11 tháng 9 năm 2023, đang test thử lại tất cả các mic, các micro cả cho cả đoàn, và micro đầu lễ, micro bục giảng và micro cho bàn thờ. Các cái hệ thống hôm nay chúng tôi hoàn thiện lại và kiện toàn lại toàn bộ hệ thống cho đồng bộ theo đúng chuẩn của hãng Bose, với những cái thiết bị cao cấp. Xa thế. Nhà thờ có cái đồm ở trên gian cung thánh, mái Gothic, trần Gothic hết, nên hai bên không có cái hệ thống thoát và tiêu âm. Nó cũng nhà thờ cũng hơi vang các bạn, nhưng mà với hệ thống loa cây của bầu thì đã xử lý vấn đề rất tốt. Cha xứ cũng như là toàn bộ bà con giáo xứ Đại Ơn rất là ưng và vui với hệ thống âm thanh và cái chất âm ngọt ấm truyền cảm mà cái hãng bầu đã cũng như Shamai Audio đã lắp đặt thành công tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các phần của chúng tôi về âm thanh của nhà thờ giáo xứ Đại Ơn thuộc huyện Chương Mỹ, hạt Thanh Oai, tổng giáo phận Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn.